mời các cô và bạn làm bài cho vui. Đời mình đâu có mấy khi, hãy cứ cười, chỉ có 5.000 thôi. Mày vô mày vô kẹo ngô, ủng hộ em nhé, cuối năm bộ tô. Thằng nhãi danh mày cút, đừng làm tao điên, ngày nào cũng hát đứt tai quá là phiền. Bà không cho thì thôi à, cho mà đi mua. À thằng cơ hó nói chi không được đi. Đài báo thông tin gần đây giá heo đã giảm sâu, mà cớ sao ra chợ vẫn chém cao ngang đầu. Mày có tin tao cầm dẹp tang cho mày rụng răng. Làm gì cần, em đưa tin tức thôi. Hàng quán kinh doanh tập trung đố tên nào chồng đôi, chợ mỗi tin luôn từ đây chúng tao đến thu tiền. Ngày đóng 400.000 nếu không tao đập nát hết nộp tiền đấy. Bọn lưu manh một xu cũng không hiến cho tụi bay. Không không không. Đời thấy sao bạc quá, gặp bọn lưu manh, tiền vàng bay hết lại cho ăn thêm hành. Vì bố đang còn ốm, ôi giời ơi, vì đàn em thơ khổ vì quá, vì mẹ đánh nên ta cố nhưng giờ trắng tay. Mình đã từng trải qua làm chuyện xấu xa rồi phải trả giá, thế nên mới biết là gì làm ác sẽ gặp ác, nghiệp quật không tha, không tha. Chỉ tụi bay ta sẽ không nhẹ tay. Mày nói xem ai còn ngang bướng qua gặp tao. Luật mới ban ra phải thu phí xong cho vào. À hách mau cân bò tươi với can rượu ngon ngon, chiều anh em mình nhậu thỏa thích luôn. Hoặc nó nghe danh đại ca nhạt hơn là gặp ma. Yeah. Là cướp bao năm trời lênh đênh, mày là phất già. Đợi đấy tao có ở đây quyết chơi mày rồi nha. Bọn lưu manh hãy nhanh cút mau, biến đi thật xa. Chưa sợ, sợ thì mấy thằng giang hồ như chúng này. À thế à? À thế làm sao mà? Ui. Dạ chúng em đây xin bái anh là đại ca. Chuyện cũ em đây chẳng dám nữa, xin bỏ qua. Nhìn núi Thái Sơn mà cứ ngỡ như là trẻ trâu. Đại ca tha cho em đâu biết đâu. Ngày ấy ra anh và tôi chúng ta đừng phạm pháp, giờ cố gắng ta hoàn lương lo cuộc sống tốt hơn. Nghề hát giống đây thật hay, kiếm qua ngày cũng tốt. Giờ theo tôi đây giúp cho, sẽ không cần lo. Báo cáo, mật danh không không thấy xin được báo cáo ạ. Báo cáo đây. Thưa sếp, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đưa nhóm lưu manh trở lại hoàn lương ạ. Tốt lắm. Tôi cần tất cả mọi người tập trung. Rõ. Rõ. Các điệp viên của tôi, tập hợp. Có mặt. Đi.